kết già phu tọa, đương nguyện chúng sanh thiện căn kiên cố, đắc bất động địa. Già phu chính là ngồi xếp bằng, như thế tục thường nói, trước hết ngồi xuống, sau đấy xếp chồng hai chân. Quý vị thấy tư thế ngồi này được nói rất cặn kẽ. Bài kệ trước là ngồi xuống, sau khi đã ngồi lại khoanh chân xếp bằng. Nói thật ra ngồi xếp bằng ổn thỏa nhất, có thể ngồi trong một thời gian lâu chẳng mệt. Diện tích phía dưới lớn sẽ ngồi rất ổn, rất thoải mái. Tư thế ngồi này phải luyện tập từ lúc trẻ, chứ tuổi đã cao, xương đã cứng, huyết mạch chẳng lưu thông thông suốt, chẳng có trở ngại gì như khi còn trẻ. Vì thế quý vị ngồi lâu sẽ bị tê. Nguyên nhân gây tê là do huyết mạch và huyết khí không thông, bị chèn ép. Tuổi càng trẻ, đùi còn mềm, ngồi thành thói quen, quý vị sẽ cảm thấy rất thoải mái. So với hiện thời chúng ta ngồi ghế tựa, buông hai chân xuống, gọi là ngồi thõng chân, thì thoải mái hơn nhiều. Do vậy nhất định phải dưỡng thành thói quen. Người tuổi đã cao chẳng có cách nào xếp bằng, cũng trở nên miễn cưỡng. Xếp bằng thì có đơn bàn và song bàn, đương nhiên là song bàn tốt nhất, chẳng thể ngồi song bàn thì đơn bàn. Tu hành có thể nói là pháp thế gian hay xuất thế gian pháp đều cần tuổi trẻ. Khi tu học phải còn trẻ. Huệ Năng đại sư khai ngộ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng truyền y bát cho ngài. Ngài thành vị tổ đời thứ 6 của tông môn. Khi ấy ngài chỉ 24 tuổi, tuổi rất trẻ. Bất luận làm gì, chỉ có tuổi trẻ thì mới có thể lực, mới có tinh thần. Thèn chốt để thành hay bại là như trong phần mở đầu của phẩm kinh này Văn Thù Bồ Tát đã dạy: thiện dụng kỳ tâm, quý vị sẽ thành công. Chẳng khéo dụng tâm, quý vị sẽ thất bại. Đúng vậy, câu nói ấy chính là chỗ then chốt. Đương nhiên là thành hay bại còn phải có trợ duyên. Duyên cũng hết sức quan trọng, là thầy. Thở trẻ gặp một vị thiện tri thức thật sự, quý vị sẽ có thể thành tựu trong đời này. Chẳng gặp chân thiện tri thức sẽ rất khó khăn.
Kinh tạng trong Phật Pháp nhiều ngần ấy. Cổ nhân nói là hậu như yên hải. Nhập môn từ chỗ nào? Do đó phải có thiện tri thức chỉ đạo. Điều này là then chốt. Trừ điều này ra, đương nhiên là trợ duyên từ các đồng tham đạo hữu và đạo tràng cũng hết sức trọng yếu. Nhưng trong xã hội hiện tiền, điều này càng ngày càng khó. Đồng thời phải biết thắng duyên chẳng còn mãi. Từ xưa tới nay là như thế. Quý vị phải nhận biết cơ duyên, phải nắm chắc cơ duyên. Thời tiết nhân duyên chẳng lâu dài. Vì thế quý vị phải nhận biết, phải có thể nắm chắc. Một ngày có nhân duyên của một ngày, một năm có nhân duyên của một năm. Từ xưa đến nay, Trung Hoa hay ngoại quốc đều chẳng khác nhau. Thông thường là cái duyên tốt đẹp khoảng chừng 3 năm. Sau 3 năm có thể sẽ nảy sinh biến hóa. Cho nên không biết điều này. Khổng Phu Tử đã nói: nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Nhân ở đây chính là thiện tri thức. Thiện tri thức còn thì thiện duyên mới có thể duy trì. Thiện tri thức mất, duyên sẽ chẳng thể duy trì. Vì thế chẳng thể không nắm chắc. Hãy nắm thật chặt, nghiêm túc nỗ lực học. Đã tìm được phương pháp và đường lối, dẫu lìa khỏi thiện tri thức, chính mình cũng biết. Hãy nên đi như thế nào?
No.